Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 160. Chương 1591, Yêu Vương đến. Nội điện và ngoại điện nối liếp nhau trong tiên cấm. Nơi này khả năng không chỉ là tiên cấm nội điện đơn giản như vậy, mà liên thông đến toàn bộ tiên trận thất sát điện. Tần Tang suy đoán, mặc dù thấy được hình bóng thiên tháp, nhưng hắn chỉ đứng tại chỗ không dám loạn động. Xung quanh không chỉ tràn ngập hào quang nguy hiểm, thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn dị thường. Tần Tang hoài nghi, một khi đi ra phạm vi hành lang, trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Cổ truyền tống trận không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở ngay chỗ này, nhưng không biết tại vị trí nào. Nếu như có thể xác định vị trí cổ truyền tống trận, tìm tới con đường đi qua, sẽ không cần phải cầu kiến Thanh Trúc tiền bối nữa. Ban đầu ở tầng thứ 8 thiên tháp, hóa thân ma hồn rõ ràng chiếm thượng phong. Thanh Trúc tiền bối không dám tiết lộ một tơ một hào cơ mật, muốn truyền ra tin tức cũng không được. Ninh Vô Hối vẻn vẹn luyện thành một ngoại đạo nguyên anh, khả năng giúp đỡ Thanh Trúc tiền bối áp chế ma hồn. Tần Tang rất hoài nghi. Nếu có khả năng giúp đỡ Thanh Trúc tiền bối khôi phục, Tần Tang đương nhiên mừng rỡ hỗ trợ. Hiện tại hắn tu luyện là sát phù mà Thanh Trúc tiền bối lĩnh ngộ, tương đương với tiếp nhận y bát của lão. Kết thiện duyên với Thanh Trúc tiền bối, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, có thể kết bạn trở về Tiểu Hàn vực thì tốt hơn. Vạn nhất Thanh Trúc tiền bối thất thủ, áp chế không nổi hóa thân ma hồn, mình ngược lại sẽ gặp nạn. Phải xem Thanh Trúc tiền bối bố trí hậu thủ thế nào. Tần Tang nhìn xung quanh, không thấy được hành lang bạch ngọc nhân tạo khác, chỉ có một con đường dưới chân. Lúc này, Ninh Vô Hối nói một tiếng, đi vào chỗ sâu hành lang bạch ngọc. Tần Tang thu hồi tạp niệm, vội vàng đuổi theo. Chỗ sâu u cốc, một đoàn người đang trèo đèo lội suối trong u cốc. Chư yêu vương dùng các thủ đoạn chống cự liệt độc, vừa xuyên qua sơn đạo tiến vào u cốc, trước mặt là sa mạc mênh mông. Cả bọn truy tìm theo cảm ứng của Giao Long Vương, một đường tìm tới, địa thế bắt đầu biến hóa, đi vào thâm sơn. Trên quỳ giáo bối giáp tráng hán nổi lên hư ảnh huyền quy, bên trong như là một tiểu thế giới. Hư ảnh huyền quy bơi ra, duỗi ra cổ thật dài nhìn lên thương khung, miệng mở ra thổ nạp. Mỗi một lần thổ nạp sẽ phun ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Khí tức quy giáp xông ra, hóa thành dòng nước, cuối cùng hình thành một lồng nước, ngăn cản liệt độc ở ngoài. Bất quá lồng sáng cũng bị độc tố xâm nhiễm, từng tia hắc khí dung nhập vào. Có hai vị yêu vương trọng thương mới khỏi, nương tựa bên lưng tráng hán, mượn nhờ lồng nước bảo hộ, nhanh chóng khôi phục. Giao Long Vương thì dễ dàng hơn nhiều, trên người gã lấp lánh kim quang, phảng phất đúc thành kim thân, rìa kim quang truyền đến quái thanh xì xì, liệt độc bị kim quang thiêu đốt, không thể cận thân. Cửu Phượng Vương đi theo Giao Long Vương, cũng có từng mảnh kim quang rơi xuống trên người nàng. Hướng chúng ta đi hẳn là đi ra u cốc. Thật là lạ, làm sao càng đi ra ngoài, liệt độc lại càng mãnh liệt. Bối giáp tráng hán bấm một cái ấn quyết, tốc độ huyền quy thổ nạp tăng nhanh hơn một phần, lồng sáng biến dày hơn. Gã có chút không kiên nhẫn, cũng phàn nàn. Liên quan tới tư liệu u cốc, có thể tra được có hạn. Ta thấy Hắc Huynh ngăn cản còn rất nhẹ nhàng. Không cần phải lo lắng, uy lực liệt độc mạnh hơn cũng có hạn độ, ta có thể cảm giác được, chúng ta cách thi cốt chân long càng ngày càng gần. Giao Long Vương nắm chặt long cốt trên tay, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Chỗ sâu u cốc nguy hiểm lớn nhất đến từ liệt độc vô sắc vô vị, nhưng so với các dãy núi khác chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Bọn họ đều là đại yêu hóa hình, tiến vào u cốc cho dù gặp phiền toái hung thú tìm đến, cũng có thể cấp tốc giải quyết, nhân thủ không bị hao tổn nữa. Chư yêu vương thương nghị một chút, quyết định tăng thêm tốc độ. Giao Long Vương và Cửu Phượng Vương đi trước mở đường, bối giáp tráng hán bọc hậu, ở trong núi lướt gấp. Vượt qua không biết bao nhiêu sơn lĩnh, bỗng nhiên một hình bóng cự phong thông thiên xâm nhập tầm mắt. Giao Long Vương không khỏi dừng lại, nhìn chăm chú cự phong, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngọn núi này, bối giáp tráng hán khẽ giật mình. Tiến vào thất sát điện, bao gồm nội điện và ngoại điện,
Kỳ Phong có thể cao tới tiên cấm. Hào quang đỉnh núi vờn quanh mỹ lệ cũng không phải là ít, nhưng thần phong khí thế hùng vĩ như ngọn núi này đúng là lần đầu gặp. Bối giáp tráng hán đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh nghi đáp, ngọn núi này chẳng lẽ là Ỷ Thiên Phong trong truyền thuyết? Nếu như ta nhớ không lầm, gần Ỷ Thiên Phong có một nơi quỷ dị tên là Chấn Linh Vực, tục truyền vô cùng nguy hiểm, tu tiên giả nhân tộc giữ kín nơi này như bưng. Long thì không phải là ở nơi đó chứ? Giao Long Vương cười khổ nói, Hắc huynh đoán đúng, bí thuật chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay tại phụ cận Ỷ Thiên Phong. Chư Yêu Vương hai mặt nhìn nhau, tu tiên giả chiếm cứ Thất Sát Điện nhiều năm như vậy, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, không thiếu đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhiều cao thủ tiền bối như vậy lại phi thường kiêng kỵ Ỷ Thiên Phong và Chấn Linh Vực, khẳng định là có nguyên nhân. Bọn họ biết về Ỷ Thiên Phong kém xa tu tiên giả, tùy tiện xông vào, hậu quả khó liệu. Thiên tân vạn khổ đi đến nơi này, há lại từ bỏ. Cấm chế khiến tu tiên giả thúc thủ vô sách, chúng ta chưa hẳn không có cách nào, tu tiên giả chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Nhưng chúng ta có thể mượn nhờ Cửu Phượng Vương và Thiên Phượng Chân Vũ, chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu đó là nơi long táng, không chừng Ỷ Thiên Phong chính là động phủ tiền bối yêu tộc chúng. Ta, Giao Long Vương trầm giọng nói, còn chưa dứt thân ảnh đã chớp liên tục, lao đến hướng Ỷ Thiên Phong. Chư Yêu Vương yên lặng đuổi theo. Bây giờ từ bỏ, bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Ỷ Thiên Phong càng ngày càng gần. Chư Yêu Vương thu liễm khí tức, cẩn thận hành động, để tránh bị tu tiên giả phát hiện. Không hổ là Ỷ Thiên Phong, đệ nhất phong vu thần sơn tại Thương Lãng Hải lại kém xa núi này. Có Yêu Vương cảm khái, gã đã chui vào vu thần đại lục, thăm dò vu thần sơn. Ỷ Thiên Phong như trụ lớn kình thiên. Sương mù ảnh hưởng ánh mắt, bọn họ không nhìn thấy toàn cảnh, lại chẳng biết tại sao, ngửa đầu xem núi lúc này. Có thể cảm thấy một loại khí thế mà sơn phong khác không có, cả bọn không khỏi than thở bản thân nhỏ bé. Cổ điện tiên đỉnh, Kỳ Phong diệu bích, giấu ở giữa trùng điệp núi rừng. Bất quá, trong u cốc hoàn toàn tĩnh mịch, cỏ cây đã biến thành hóa thạch, chắc hẳn Ỷ Thiên Phong cũng không ngoại lệ. Lại đi một hồi, Giao Long Vương vừa vượt qua một ngọn núi, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên khoát tay, ra hiệu dừng lại. Phía trước có cổ quái, Giao Long Vương trầm giọng nói. Chư Yêu Vương đi tới gần, ẩn ẩn cảm ứng được. Trong hư không phía trước tràn ngập một loại ba động kỳ lạ, trước đây chưa từng gặp, Chấn Linh Vực. Bối giáp tráng hán chắc chắn nói, không sai được, lấy Ỷ Thiên Phong làm trung tâm, tiến thêm một bước về phía trước sẽ tiến vào Chấn Linh Vực, không ngờ phạm vi lại lớn như thế. Lúc này, giữa cả bọn và Ỷ Thiên Phong còn cách mấy dãy núi cùng một mảnh thạch lâm. Đi tới gần mới biết Ỷ Thiên Phong cũng không phải là sơn phong nguy nga sừng sững hiểm trở. Thế núi nó hùng vĩ rộng lớn, như cự tường ngăn trở đường đi và ánh mắt mọi người. Ngoài dự liệu chính là, Chấn Linh Vực và Ỷ Thiên Phong đều phi thường yên lặng, ngoại trừ cấm chế ba động không hiểu, không nhìn thấy nguy hiểm gì khác. Chấn Linh Vực, bản vương ngược lại. Muốn xem, cái gì khiến tu tiên giả kiêng kỵ như vậy? Giao Long Vương quan sát một lát, không phát hiện gì, cười lạnh một tiếng, kim quang hóa thành một thân kim giáp. Tay cầm long thương, đang muốn đi vào, lại bị Cửu Phượng Vương ngăn lại. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1592, Độc Đầm. Để ta dò đường đi, ta có Thiên Phượng Chân Vũ, cho dù gặp nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời thoát thân. Cửu Phượng Vương nói. Giao Long Vương trầm ngâm một chút, nhắc nhở, cũng tốt, bất quá chờ lấy được Long Thi, rời nội điện, còn cần mượn nhờ Thiên Phượng Chân Vũ, ngươi phải cẩn thận, chớ để tiêu hao uy năng Thiên Phượng Chân Vũ quá nhiều. Ta hiểu. Cửu Phượng Vương gật đầu. Giao Long Vương thôi động kim quang, ngưng tụ trên người nàng áo giáp. Cửu Phượng Vương thì lấy ra Thiên Phượng Chân Vũ, nắm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Không ngờ, vừa tiến vào phạm vi Chấn Linh Vực, dị biến nảy sinh. Loại ba động không rõ kia vốn tràn ngập trong hư không,
nhưng yên lặng, Cửu Phượng Vương vừa xông vào, tựa như một cục đá rơi vào mặt hồ yên tĩnh. Trong chốc lát, hư không chấn động, ba động không rõ như sóng lớn vọt tới, trong hư không giống như thoáng hiện phủ văn, tầng tầng ép tới Cửu Phượng Vương. Trên mặt Cửu Phượng Vương lập tức hiện lên vẻ ửng hồng, cắn chặt răng, tựa hồ đang chống cự áp lực lớn lao, nhưng những áp lực này lại vô hình vô chất. Kim giáp không biến hóa chút nào, thân ảnh nàng hơi chao đảo một cái, cảm thấy chân nguyên ngưng trệ, nguyên thần bất ổn, vội vàng lui về sau, đang muốn chuẩn bị đầy đủ lại đi vào thử tiếp. Lúc này, ánh mắt bối giáp tráng hán sáng lên tiếng gọi lại Cửu Phượng Vương, Cửu Phượng đạo hữu không cần thử nữa, ta biết đại khái nguyên nhân gì rồi. Cửu Phượng Vương nhíu mày, bất mãn nói, ta còn chưa vận dụng Thiên Phượng Chân Vũ. Bối giáp tráng hán ngắt lời Cửu Phượng Vương, trầm giọng nói, tu vi đạo hữu không đủ, đi vào cũng không được bao xa, sẽ không chịu nổi, bị bức lui trở về. Vận dụng Thiên Phượng Chân Vũ có lẽ giúp người ngăn cản cổ cấm, nhưng toàn bộ chấn linh vực đều là như thế, uy năng Thiên Phượng Chân Vũ có thể kiên trì bao lâu chứ? Chỉ có lãng phí mà thôi. Chúng ta còn muốn mượn nhờ lực lượng đạo hữu thoát thân, bản vương cũng không muốn bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Giao Long Vương kinh ngạc hỏi, hắc huynh tựa hồ biết rõ về chấn linh vực. Bối giáp tráng hán cười hắc hắc, hóc mỗ sống tại Thương Lãng Hải nhiều năm như vậy, luôn có thể nghe ngóng một chút tin đồn, nhưng không xác định được thật giả, phải chính mắt thấy mới là thật. Nghe nói trung tâm chấn linh vực có cổ trận, toàn bộ chấn linh vực có một loại áp chế không hiểu, dẫn đến tu sĩ cấp thấp tại chấn linh vực nửa bước khó đi. Chỉ có tu vi sánh ngang với đại tu sĩ, hay là chí ít nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, có thể chịu đựng cổ trận áp chế, mới tới lui tự nhiên. Cửu Phượng đạo hữu mặc dù sắp đột phá hóa hình trung kỳ, vẫn không đủ. Giao Long Vương nghe vậy lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhấc chân đi vào. Cảnh tượng tương tự xuất hiện, nhưng tình huống Giao Long Vương tốt hơn nhiều so với Cửu Phượng Vương, chân nguyên không xuất hiện ngưng trệ. Chấn linh vực thật kỳ quái. Giao Long Vương lui về, nhíu mày không thôi. Lúc này, bối giáp tráng hán cũng muốn thử uy lực chấn linh vực, cất bước đi vào, gã là hóa hình trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém chút đột phá bình cảnh là có thể tiến giai hậu kỳ, có thể tới lui tự nhiên. Mấy vị yêu vương khác còn kém rất nhiều. Trong đó một vị hổ vương hóa hình trung kỳ đã chuẩn bị đầy đủ, lúc mới tiến vào còn tốt, vượt qua hai ngọn núi, cũng cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, bị ép lui về. Ta hoài nghi nhân tộc trước kia đã áp chế tồn tại. Đáng sợ nào đó tại đây, đại năng hóa thần và luyện hư nói không chừng cũng vô pháp xông vào, không biết dùng để trấn áp thứ gì, hay là tác dụng gì khác. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, uy lực cổ trận dần dần suy yếu, áp chế cũng chậm chậm yếu bớt, chúng ta mới có thể đi vào. Bối giáp tráng hán quay đầu nhìn hổ vương bên cạnh, mấy trăm năm sau, đạo hữu có lẽ còn có thể tiến vào, hiện tại còn chưa thể đột phá hạn chế. Giao Long Vương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, loại suy đoán này không phải không có lý. Xem ra, chỉ có ta và Hắc Huynh là có thể đi vào tìm kiếm Long Thi, đạo hữu khác chờ ở bên ngoài. Bối giáp tráng hán gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Bất quá, bản vương đang lo lắng, Long Thi có liên quan gì đến cổ trận chấn linh vực không? Vạn nhất chúng ta lấy đi Long Thi, thả ra thứ gì, rất có thể là yêu ma thời thượng cổ, Thương Lãng Hải sợ là sẽ gặp khó khăn, chật chật. Long Thi thì có liên quan gì với đại trận nhân tộc chứ? Giao Long Vương lắc đầu, cảm thấy hoang đường, nếu nhân tộc biết ỷ Thiên Phong giấu Long Thi, khẳng định sẽ không chút do dự lấy đi. Cho dù phát sinh biến cố gì, Hắc Huynh cũng không cần phải lo lắng. Đạt được Long Thi, bản vương có thể đột phá hóa thần kỳ, cướp đoạt truyền tống trận dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó Hắc Huynh các ngươi và ta cùng trở về yêu hải. Thương Lãng Hải là thiên hạ tu tiên giả. Chúng ta chỉ cần phong bế truyền tống trận, sống chết mặc bầy, yên lặng chờ thu thập tàn cuộc là đủ. Bối giáp tráng hán cười ha ha, nếu phía dưới chấn áp chính là yêu tộc tiền bối chúng ta thì càng tuyệt hơn, nói không chừng tiên đồ chúng ta có hy vọng. Giao Long Vương cười yếu ớt, lắc đầu liên tục, cho dù có thứ gì bị chấn áp ở bên dưới,
sống đến bây giờ chắc là đã cực kỳ suy yếu, cổ trận còn bị hao mòn đến còn chút uy năng này, loại cảnh giới nào mới có thể chống cự lại tuế nguyệt ăn mòn, kéo dài hơi tàn đến nay. Nói xong, Giao Long Vương nói với các yêu vương khác, bất đắc dĩ, các vị đạo hữu chỉ có thể ở lại bên ngoài. Nơi đây khả năng có tu sĩ nhân tộc, tận lực không nên xung đột với bọn họ. Các ngươi tìm chỗ bí mật ẩn thân, nếu có biến cố gì, có lẽ còn cần các vị đạo hữu trợ giúp. Chư yêu vương liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Long Thi bị Giao Long Vương và bối giáp tráng hán tìm tới, đồ tốt khẳng định sẽ bị cả hai chia cắt, rơi xuống tay bọn họ chỉ còn canh thừa thịt nguội mà thôi. Nhưng là do tu vi bọn họ không đủ, không chịu nổi áp chế. Ta có thể thử một chút, Cửu Phượng Vương không cam tâm. Giao Long Vương lắc đầu, Hắc Huynh nói không sai, Thiên Phượng Chân Vũ cực kỳ trọng yếu, dù lấy không được Long Thi, chúng ta cũng không thể bị cắt mất đường lui. Cửu Phượng ngươi chờ ta ở bên ngoài đi. Cửu Phượng Vương đành phải nghe theo lời khuyên. Giao Long Vương phản đối, sau đó gật gật đầu với tráng hán bối giáp, đang muốn đi vào. Cửu Phượng Vương đột nhiên tiến lên kín đáo đưa cho gã một vật, xem xét là một cây linh vũ hoa mỹ. Cây Thiên Phượng Linh này, mặc dù uy năng không bằng Thiên Phượng Chân Vũ, nhưng vạn nhất gặp cấm chế bị nhốt, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi thoát thân, ngươi cầm theo để phòng vạn nhất. Nó đã được tộc ta luyện hóa thành pháp bảo, không cần huyết mạch phượng tộc cũng có thể thôi động, ta truyền cho ngươi bí thuật thao túng. Cửu Phượng Vương truyền âm nói. Giao Long Vương nhớ ký bí thuật, hứa hẹn, đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể tìm tới Chân Long Nghịch Lân, ta chắc chắn sẽ tranh thủ giúp ngươi. Hy vọng thế, Cửu Phượng Vương hít một hơi nhỏ bé không thể nhận ra. Giao Long Vương cùng bối giáp tráng hán sóng vai đi vào Chấn Linh Vực. Dần dần, biến mất trong tầm mắt mọi người, các yêu vương khác cũng không đi loạn, tại phụ cận tìm một chỗ bí mật, bày ra cấm chế ngăn cách, yên lặng chờ tin tức Giao Long Vương. Hai yêu Giao Long Vương vượt qua sơn lâm, đi vào thạch lâm dưới núi. Gã lại dùng bí thuật cảm ứng, đưa tay chỉ hướng bên trái, ngoài ý muốn nói, Long Thi không ở dưới Ỷ Thiên Phong, tại hướng bên kia. Hai yêu lập tức lên đường, bay vút một hồi. Liền thấy trong thạch lâm phía trước xuất hiện một cái hồ nhỏ. Làm cho người kinh ngạc chính là, nơi này nước hồ thanh tịnh, cũng không khô cạn. Là độc đầm, bối giáp tráng hán hơi biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1593, Tìm Thi. Trong u cốc kỳ thực đường sông ngang dọc, trong núi cũng có vết tích thác nước cọ rửa. Tất cả giống nhau, đều đã khô cạn. Chỉ có nơi đây, nước hồ đầy đủ, mặt hồ như gương. Cây rừng cạnh bờ hồ tươi thắm, đã hóa thành thạch lâm. Không có một gốc cỏ cây bình thường, trong hồ chiếu ra hình bóng thạch lâm lộ ra phi thường quỷ dị. Chấn Linh Vực có độc đầm, bên trong chứa độc thủy đáng sợ, mà lại không chỉ một chỗ. Ta nghi độc tố phiêu đãng trong u cốc chính là bắt nguồn từ những độc đầm này. Vẻ mặt bối giáp tráng hán nghiêm túc, sinh ra do dự, bí thuật chỉ dẫn, lại muốn dẫn bọn họ tiến vào độc đầm tìm thi. Nhân tộc cũng đã thăm dò qua, dưới độc đầm này có thứ gì không? Giao Long Vương nhìn chăm chú đáy hồ, chỉ có hắc ám, độc đầm thâm bất khả chắc. Bối giáp tráng hán lắc đầu. Những bí ẩn chân chính gần như không có khả năng truyền ra. Xem ra chỉ có tự mình xuống dưới tìm kiếm. Kim giáp Giao Long Vương chấn động, từng tầng kim quang dung nhập vào. Kim giáp tăng dày thêm mấy lần, bao bọc cả người y vào bên trong. Đối mặt độc đầm, Giao Long Vương cũng không dám xem. Thường, bòm. Giao Long Vương nhảy vào trong hồ, kim giáp bị nước độc bao phủ. Xì xì. Bị liệt độc ăn mòn. Kim giáp rất nhanh trở nên mấp mô, từng tầng kim quang dập tắt, nước độc mãnh liệt vượt xa độc tố trong hư không. Bối giáp tráng hán cũng nhảy vào, hình bóng huyền quy trên quy giáp nhanh chóng thổ nạp, mới bù đắp được tốc độ nước độc ăn mòn. Hai yêu không dám trì hoãn, nhanh chóng lặn xuống. Không ngờ, độc đầm rất sâu so với tưởng tượng, lặn xuống đã lâu cũng không đến đáy hồ, mà không gian đáy hồ cực kỳ rộng lớn,
Cả hai lục lọi một phen, tìm tới biên giới đáy hồ, phát hiện dọc theo đường đi là từng đầu sông ngầm, thông suốt bốn phương. Toàn bộ mặt đất dưới chấn linh vực rất có thể là độc sông răng khắp nơi, liên thông tới từng tòa độc đầm. Xoạc, hai yêu nhảy ra mặt nước. Tình huống có chút khó giải quyết, cả hai phải xuống sâu lòng đất lấy long thi, nhất định sẽ bị nước độc ăn mòn trong thời gian dài. Cũng may dưới nước không phát hiện hung thú hoặc là nguy hiểm khác. Thương nghị một phen, cả hai quyết định thay phiên chống cự liệt độc, có bí thuật chỉ dẫn, mục tiêu minh xác, hẳn là có thể chịu đựng được. Hai yêu hơi điều tức, đi đến bên bờ, giao long vương triệt tiêu kim giáp, bối giáp tráng hán thì mở lớn vòng bảo hộ, bao trùm hai người bọn họ, lại lần nữa tiến vào độc đầm. Lần này, bọn họ lần theo bí thuật chỉ dẫn, rất nhanh tiến vào một đầu sông ngầm, trong thủy võng phức tạp tiến lên, liên tiếp chuyển hướng. Trong thời gian này cả hai thay phiên xuất thủ. Không biết xâm nhập lòng đất bao xa, hơi thở hai yêu càng gấp rút, ngăn cản độc thủy càng ngày càng mệt mỏi. Độc sông không chỉ ăn mòn nhục thân, còn có thể ăn mòn thần thức, thủy hệ ở đây vô cùng phức tạp. Tất cả đều là độc thủy, nếu như không có long thi chỉ dẫn, lấy tu vi của bọn họ, cũng không thể đi đến nơi này. Lúc này, bọn họ xuyên qua một đầu sông ngầm. Cuối sông là một mảnh độc hồ rộng lớn, đáy hồ có một tảng đá lớn, xốc lên tảng đá lớn, lại tìm thấy một cửa đá hình vuông. Cửa đá đã cùng đáy sông hòa là một thể. Không nhìn kỹ, rất dễ xem nhẹ bỏ qua. Bí thuật chỉ, chính là sau cửa đá này, chính là chỗ này. Hai yêu đại hỉ, chui vào trước cửa đá. Giao Long Vương nhẹ nhàng đẩy một chút, không nhúc nhích tí nào, mặt ngoài tựa hồ có hào quang hiện lên. Thấy thế, hai yêu liếc nhau, cùng nói, có cấm chế. Đạo hữu toàn lực phá cấm, không cần phải để ý đến nước độc, ta còn có thể kiên trì một hồi. Hai mắt bối giáp tráng hán tỏa sáng, Long Thi khả năng ngay sau cửa đá này. Giao Long Vương chuyên tâm thể ngộ cấm chế, lần lượt thử phá cấm. Lại không có chút tiến triển nào, khiến bối giáp tráng hán không khỏi có chút nóng này. Bỗng trên mặt Giao Long Vương lộ ra vẻ kinh hỉ, đúng là cổ cấm yêu tộc. Cái gì, vậy mà không phải cấm chế nhân tộc? Bối giáp tráng hán vô cùng ngạc nhiên, cổ cấm hoàn chỉnh, uy lực rất mạnh. Nếu là cổ cấm nhân tộc, chỉ sợ hai ta không có hy vọng phá cấm, chỉ có thể không công mà lui. Nếu là cổ cấm yêu tộc, Long Thi sẽ là của chúng ta. Giao Long Vương cười ha ha. Một hang đá không biết dưới mặt đất. Một đám tu sĩ vu tộc từ truyền tống trận đi tới, lập tức phòng hộ, tất cả mọi người bình yên vô sự. Trong nháy mắt cả bọn bố trí xong trận hình, cảnh giác quan sát xung quanh, phát hiện bị truyền tống đến dưới lòng đất. Truyền tống trận vào trong một hang đá dưới đất, phía dưới là một bệ đá hình vuông, trừ nó ra không có vật gì khác. Hang đá không giống nhân tạo, nham thạch trần trụi, gồ ghề nhấp nhô, không gian cũng không hợp quy tắc, không nhìn thấy mảy may vết đục đẽo. Không có cột đá, vu trận hoặc là cấm chế. Hang đá hoàn toàn tĩnh mịch, không biết đã bao lâu không có người đi vào. Điều này khiến đám người phi thường ngạc nhiên, vốn cho rằng sẽ truyền tống đến di chỉ vu tộc, không nghĩ tới là loại nơi này. Lối ra hang đá là một đường hành lang, cuối cùng là một vùng tăm tối, ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy. Đám người thương nghị, vẫn như cũ là Phương lão ma dẫn đường. Đi một hồi, đám người đến cuối hành lang, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có một cái giếng, bên trong đều là nước, giống như là lối vào sông ngầm ở lòng đất. Một vị nguyên anh vu tộc đánh ra một đạo linh lực xuống nước, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn sạch sẽ. Là độc sông. Người đó giật nảy mình, độc thật mãnh liệt. Truyền tống trận của tiền bối vì sao thông đến tuyệt lộ, chúng ta nên ra ngoài xem là nơi nào. Có người ngẩng đầu, đề nghị. Không thể. Đại Vu Trúc quả quyết cự tuyệt, mặt lộ vẻ suy tư. Ta biết nơi này là nơi nào rồi. Trong U Cốc có một nơi gọi là Chấn Linh Vực. Tồn tại độc đầm, độc sông này chắc là liên thông với độc đầm. Hẳn là chúng ta đang ở gần Chấn Linh Vực. Chấn Linh Vực là một trong bí cảnh nhân tộc coi trọng nhất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chấn Linh Vực, chúng Nguyên Anh thấy thần sắc Đại Vu Trúc ngưng trọng như thế, cũng không dám tự tiện chủ trương.
người biết về chấn linh vực bao nhiêu? Phương lão ma đột nhiên lên tiếng hỏi. Không nhiều. Đại Vu Trúc bất đắc dĩ nói, nhân tộc giữ kín như bưng mấy chỗ bí cảnh này. Ta chỉ tra được mấy tin tức lập lờ nước đôi, nghe nói chấn linh vực có một loại lực lượng kỳ lạ, chỉ có nguyên anh hậu kỳ hoặc là trung kỳ đỉnh phong mới có thể tới lui tự nhiên. Chẳng phải là nói, chỉ có Đại Vu Trúc và Phương đạo hữu mới có thể đi vào. Chúng nguyên anh rối loạn ầm ĩ, có người nói, chúng ta không cảm thấy dị dạng, khả năng lời đồn là sai. Không ngại tất cả đi xuống tìm tỏi, vạn nhất gặp trở ngại, lại lui về cũng không muộn. Cũng được, Đại Vu Trúc không ngăn. Cản, xuống dưới mới biết, độc tố cực kỳ mãnh liệt, không kiên trì bao lâu là bị ép lui về. Dưới mặt đất thế cục không rõ, sông ngầm còn có chi nhánh, đám người cẩn thận, sau một phen bố trí, thay phiên nhau dò đường. Lần lượt dò xét, cuối cùng phát hiện tất cả nhánh sông ngầm đều nối đến một cái hồ lớn dưới lòng đất. Phương lão ma dẫn đầu mấy tên nguyên anh, tiến vào độc hồ không lâu đột nhiên cảm giác một trận ba động dị dạng đánh tới, tiếp đó bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm. Lão cũng không nhìn sau lưng, xác định loại ba động này không ảnh hưởng đến lão mới tính tiếp. Thân ở độc hồ, bỗng nhiên bị chấn linh vực áp chế, trong đó một tên nguyên anh vu tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, bất lực chống cự độc thủy. Nhục thân trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn nguyên anh được người cứu thoát, những người khác cũng mang thương tích. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1594, thay nhau đăng tràng. Cuối cùng bọn họ xác định, chỉ Đại Vu Trúc và Phương Lão Ma mới đủ thực lực tiến vào độc hồ. Những người khác lưu lại bên ngoài chờ đợi. Đại Vu Trúc và Phương Lão Ma thay phiên nhau ngăn chặn kịch độc, trắng trợn tìm kiếm trong độc hồ. Đột nhiên, thần sắc Đại Vu Trúc hơi động, trực tiếp vọt xuống đáy hồ, tìm tới một bệ đá cổ phác. Bàn tay chạm lên bệ đá, cánh tay Đại Vu Trúc nóng rực một trận, thần văn lấp lóe tỏa sáng. Thần văn cổ cấm, Đại Vu Trúc kinh hô, khu vực biên giới chấn linh vực. Giữa những ngọn núi, trên một ngọn núi bên trong thạch lâm, Đông Cực Minh Chủ và Tố Nữ đứng một chỗ, lặng yên không một tiếng động. Đôi mắt Tố Nữ chuyển động, ánh mắt sợ hãi nồng đậm, nàng bị giam cầm không thể động đậy. Sau khi nàng phục dụng địch hồn dịch và linh đan, nàng bị mang vào u cốc, đứng chỗ này đã lâu, không biết đang chờ người nào. Tố Nữ vô cùng tuyệt vọng. Diệp Tôn giả không động thủ với nàng trong bí cảnh thí luyện, nàng cho rằng mình đã an toàn, không nghĩ tới đại nạn ở phía sau. Dự cảm của nàng không sai, Đông Cực Minh bồi dưỡng nàng có mục đích khác, nhưng cao thủ như Đông Cực Minh Chủ thiên hạ có ít, nàng không có chút sức phản kháng nào. Vèo, vèo, kình phong thổi đến, hai đạo nhân ảnh tuần tự lướt đến, trong độn quang hiển hiện hai thân ảnh Tây U Minh Chủ và Bắc Thần Minh Chủ. Nhìn thấy hai vị Minh Chủ đến, Tố Nữ càng thêm hoảng sợ và tuyệt vọng. Đông Cực Minh Chủ đứng lên nghênh đón, không khỏi nóng lòng hỏi, hai vị đạo hữu thuận lợi không? Hai vị Minh Chủ đi phá vỡ hai tòa chủ tế đài khác, mặc dù không phiền toái như tòa chủ tế đài bên trong bí cảnh thí luyện, nhưng nguy hiểm lớn hơn. Chỗ sâu trong nội điện, khe nứt không gian dày đặc, tu sĩ nhân tộc khó mà xâm nhập. Sắc mặt hai vị Minh Chủ hơi tái nhợt, hiển nhiên thụ chút ám thương, bất quá ảnh hưởng không lớn. May mắn không làm nhục mệnh. Bắc Thần Minh Chủ mỉm cười, hỏi ngược lại, nhìn thần sắc Bách Lý đạo hữu, hẳn đã thành công rồi phải không? Nhờ kỳ tư diệu tưởng của đạo hữu, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này, còn phải cảm tạ Diệp đạo hữu. Đông Cực Minh Chủ khiêm tốn, vì tiên đồ của chúng ta, tự nhiên phải tận tâm tận lực, chỉ sợ người quá mức tận tâm. Tây U Minh Chủ tên Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động, nhìn lên trên thân Tố Nữ, thần sắc bất thiện, ngữ khí trào phúng, ngũ âm diệu thể, uổng cho ngươi có thể tìm thấy. Ta mang tên đệ tử thân thể âm mạch kia lên, tu vi cũng mạnh hơn nàng. Nếu mang hai người lên thì càng thêm ổn thỏa, nhưng ba người chúng ta thôi động bí thuật, chỉ miễn cưỡng bảo vệ một người, leo lên ỷ thiên phong. Thanh Vận đạo hữu không cần lo lắng,
ba người chúng ta đã ước định đồng tiến đồng lui, vô luận mang ai đi lên. Công lao vẫn thuộc ba người chúng ta. Mà lại, lão ma kia không phải người ngu, tìm không thấy cửu chuyển xá âm thể tốt nhất cho lão làm vật chứa. Cũng không thể dùng thân thể âm mạch đơn giản lừa gạt lão. Lão mà cho rằng chúng ta không tận tâm tận lực thì không hay, cũng may gặp phải ngũ âm diệu thể. Bắc thần minh chủ đánh giá Tố nữ, hơi tiếc rẻ nói, đáng tiếc tu vi chỉ đến kết đan kỳ. Tố nữ phục dụng đan dược và địch hồn dịch, tu vi tiếp tục gia tăng, nhưng cuối cùng đột phá nguyên anh thất bại. Thời gian nàng tu hành quá ngắn, tích góp không đủ, mượn nhờ đan dược và địch hồn dịch cưỡng ép đột phá, căn cơ không ổn định. Công pháp cổ ma lại khó tu luyện, tỷ lệ kết anh vốn phi thường xa vời, thất bại cũng bình thường. Kết đan kỳ đỉnh phong miễn cưỡng đạt yêu cầu, hẳn sẽ không chọc giận lão ma kia. Đông cực minh chủ giải thích, ba người thảo luận chuyện kinh khủng như thế ngay trước mặt Tố nữ. Thế nào, các ngươi thật muốn cho lão ma kia một bộ nhục thân nguyên anh kỳ hay sao? Thần sắc Tây U minh chủ không kiên nhẫn, bớt nói nhảm. Người mau mở cấm chế trên người nàng, ta muốn bố trí hậu thủ. Đông cực minh chủ không quan tâm tính tình Tây U minh chủ ngang ngược, bàn tay khẽ nâng lên, thu hồi cấm chế trên người Tố nữ. Tố nữ quay người chạy trốn, chân còn chưa kịp bước, đã bị giam cầm đứng một chỗ không thể nhúc nhích. Lá gan không nhỏ, Tây U minh chủ hừ lạnh, đưa tay khẽ chộp, thân ảnh Tố nữ theo đó bay đến nàng. Tiếp theo, ngón tay Tây U minh chủ liên tục lay động, từng đạo cấm chế tạo thành hình thái linh phù trong hư không. Chậm chậm bay đến mi tâm Tố nữ, nhưng bị Bắc thần minh chủ ngăn cản. Không thể, mi tâm quá lộ liễu, dễ bị lão ma phát giác. Tây U minh chủ lườm Bắc thần minh chủ một chút, đại mi hơi nhíu, sau đó thu nhỏ linh phù, cuối cùng thiết hạ lên trên cổ tay trái của Tố nữ. Biến mất không thấy. Bắc thần minh chủ và đông cực minh chủ cũng thay phiên nhau thi triển thủ đoạn. Đông cực minh chủ lưu lại một đạo kiếm ảnh hư huyễn, giấu bên trên cánh tay phải của nàng. Bắc thần minh chủ thì đặt cấm chế hình linh hoàn bên hông Tố nữ. Cuối cẩn thận kiểm tra một lần, ba người mới yên tâm. Tố nữ mảy may không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị xem như quân cờ, mặc cho bọn chúng bài bố. Cấm chế nhập thể. Trên người nàng không thấy cảm giác khác lạ nào, nhưng nàng biết rõ, tuyệt không phải chuyện tốt. Sau khi bố trí hậu thủ, thân ảnh ba vị minh chủ chợt nhoáng, phân chia đứng xung quanh Tố nữ. Lòng bàn tay dũng động chân nguyên, phù văn hiển hiện, cuối cùng ngưng tụ tạo thành một lồng ánh sáng trong suốt, bao trùm Tố nữ. Đi, ba người mang theo Tố nữ, lách mình lao đến ỷ Thiên Phong. Tiến vào trấn linh vực, uy áp đánh tới. Lồng ánh sáng rung động ong ong, hơi biến hình, ba người tiếp tục quán thâu chân nguyên, cuối cùng ổn định lồng ánh sáng. Tố nữ không tổn hao dù chỉ một sợi lông tóc. Sau đó bọn họ đi thẳng đến ỷ Thiên Phong, một chỗ khác trong trấn linh vực. Trong một sơn động có một ít nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, tựa như thi thể, không chút âm thanh nào. Đám người ma chủ đang tĩnh tọa, dường như đang chờ đợi. Đúng lúc này, ma chủ đột nhiên mở hai mắt, lóe lên tinh quang, vươn người đứng dậy, rốt cuộc đã đến. Mưu đạo hữu, chúng ta cũng nên hành động. Sâu trong sơn động, truyền đến một tiếng cười quái dị, đợi lâu như vậy, ta còn tưởng kế hoạch của đạo hữu sắp thất bại. Bản tọa chuẩn bị lâu như vậy, há không công mà lui, chẳng qua đợi thêm đạo hữu khác đến thôi. Ma chủ quay người nói với những người khác, các vị đạo hữu chờ bên ngoài. Nếu phát sinh dị biến, ta sẽ dẫn đối thủ xuống núi, tùy thời chuẩn bị đại trận ngũ hành nghịch sát trận vây giết. Tuân mệnh, ma. Chủ và Mưu lão ma rời khỏi sơn động, ẩn nấp khí tức, lặng lẽ tiếp cận ỷ Thiên Phong. Lần này, còn cần Mưu đạo hữu tận lực tương trợ. Ma chủ truyền âm. Mưu lão ma lạnh lùng trả lời, hiện tại bản tọa đã thành chó nhà có tang, bị ngươi và lão Ngưu đánh trọng thương căn cơ. Táng ra bại sản mới khôi phục tám thành, nếu như chị không hết tổn thương, đừng nói đột phá, ngay cả duy trì tu vi hiện tại cũng khó khăn. Ta còn cần ngươi chữa thương cho ta nào dám không theo. Ma chủ mỉm cười, đạo hữu yên tâm, sau khi chuyện thành công,
Một mình ta gánh chịu ân oán trên người đạo hữu, chính đạo sẽ không làm khó ngươi, cũng toàn lực giúp ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ. Còn tên tiểu tử Quỳnh Vũ Thương Hội kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải giúp ta tìm hắn. Mưu lão ma nghiến răng nghiến lợi nói. Lão có kết cục như ngày hôm nay, đều nhờ Tần Tang đưa đến, càng làm lão chấn nộ hơn, trả giá lớn như vậy lại không tìm thấy người. Thần sắc ma chủ cổ quái, hắn đoán chừng bị ngươi hù đến trốn đi, chỉ cần còn sống, hắn không thể không bao giờ lộ mặt, ta sẽ dốc hết người của ma đạo đi tìm. Ta ngược lại muốn xem nhân vật nào có thể bức đảo chủ Thiên Phong thành dạng này. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1595, Tiên Sơn. Lão ma kia dẫn người đến đây, làm sao lại không thấy một chút động tĩnh? Bên ngoài trấn linh vực, một chỗ vắng vẻ bên trong núi rừng, tu tiên giả và thạch lâm hòa làm một thể. Từ một gốc thạch thụ vang truyền thanh âm khàn khàn. Bọn họ làm việc phi thường cẩn thận, mượn nhờ pháp trận ẩn nấp, không bại lộ mảy may khí tức. Ma chủ chạy đến ỷ Thiên Phong, đáng tiếc miệng của lão ma này quá chặt, ngay cả thân tín của lão cũng hoàn toàn không biết chuyện lão muốn làm. Xem ra, bố trí của chúng ta tác dụng không lớn. Một cây thạch thụ khác hơi lay động, hiển hiện một thân ảnh lão đạo, tông chủ Thiên Đạo Tông Linh Châu Tử. Linh Châu Tử ngẩng đầu nhìn ỷ Thiên Phong, nhíu mày trầm ngâm nói, trong trấn linh vực, đại trưởng lão khó tránh bị áp chế. Không cách nào leo lên ỷ Thiên Phong, chỉ có thể mời Lập phu nhân theo bần đạo đi một chuyến. Nói xong, Linh Châu Tử liếc mắt nhìn đám hoa cỏ hóa thạch bên cạnh. Hư không chớp động quang ảnh, một vị phu nhân cung trang từ đó hiển hiện đi tới. Dung mạo phu nhân tuyệt hảo, thần sắc uy nghiêm, không giận mà uy, làm lòng người sinh kính sợ, không dám khinh nhờn chút nào. Lập phu nhân đứng đầu một đại phái chính đạo khác, trưởng môn của Vân Hà Phái, bất quá nàng vốn là phu nhân của trưởng môn Vân Hà Phái. Sau khi trưởng môn Vân Hà Phái tọa hóa, nàng tiếp nhận quyền hành, chấp trưởng tông môn. Bậc nữ nhân vậy mà không thua đấng trượng phu, không chỉ thay đổi Vân Hà Phái từng ngày, chính nàng cũng liên tiếp phá cảnh. Nay đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, trở thành trụ cột vững vàng của chính đạo, nổi danh cùng minh chủ Tam Đại Thương Minh, uy chấn nội hải, nhưng cứ để người xưng nàng Lập phu nhân như cũ. Cao thủ trong chính đạo, nàng có khả năng đột phá nguyên anh hậu kỳ nhất, tu vi của đại trưởng lão Thiên Đạo Tông cũng không bằng nàng. Nếu không bất ngờ phát sinh vấn đề, sau khi Linh Châu Tử tỏa hóa, nàng sẽ ngồi lên ghế tổng chủ chính đạo. Mưu lão mà đã không chết, lần này lại theo ma chủ lên núi. Chỉ có hai người bọn họ lên núi, thực lực bên ma đạo cũng không chiếm ưu thế. Linh Châu Tử ngưng trọng nói, lúc cưỡng ép ma chủ động thủ vây giết Mưu lão ma đã không dễ dàng, vốn cho rằng chỉ cần chuẩn bị vạn toàn. Coi như Mưu lão ma được ma chủ bảo hộ, cũng không thể chi phối thế cục, liền không ép sát từng bước. Bất quá, Mưu lão ma bị ta đánh trọng thương căn cơ, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, phần thắng không nhỏ. Lúc này, một bóng cây bên cạnh lắc lư, im ắng xuất hiện một vị đạo nhân. Linh Châu Tử giao một ấn tỷ cho đạo nhân, đại trưởng lão, trận này giao cho ngươi, tùy cơ ứng biến. Rõ, đạo nhân đồng ý. Bên trên ỷ Thiên Phong, một chỗ trước tuyệt bích, mây mù lượn lờ. Giữa núi đá kiến tạo từng tòa đình đài lầu các, lờ mờ nhìn thấy thịnh cảnh ngày xưa. Ngày nay đã không còn cổ cấm bảo hộ, cảnh vật hoang tàn không chịu nổi, tiên cảnh trở thành cảnh phàm trần. Dòng suối khô cạn, nham thạch trần trụi, cầu gãy nằm trong lòng sông, dẫn đến tuyệt bích nơi xa. Nhìn vết tích nơi này, ngày xưa trước tuyệt bích có một thác nước khí thế hùng vĩ, một đầm nước ngàn dặm, mênh mông bất tuyệt. Trong sương mù, ba đạo thân ảnh tuần tự lướt đến, hiển hiện thân ảnh hậu nhân tứ thánh. Tu vi của thiếu niên thiếu nữ chỉ đạt đến kết đan hậu kỳ, vậy mà tự nhiên di chuyển trên ỷ Thiên Phong, nếu bị những người khác nhìn thấy, khẳng định nhìn đến ngoác mồm kinh ngạc. Ta dẫn hai người đi xem chỗ cuối cùng, theo tổ huấn chỗ này quan trọng nhất.
Lát nữa, các ngươi phải ghi nhớ mỗi một câu nói của lão phu thật kỹ, sứ mệnh của hậu nhân tứ thánh chúng ta. Lão già đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn Tuyệt Bích, đang muốn dậm chân bay đi, bước chân hơi dừng lại, nói, một hồi trở về, các ngươi không nên giải khai hộ thân phù. Tu vi của các ngươi quá thấp, trấn linh vực quá nguy hiểm. Không có bảo phù bảo hộ, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Đệ tử tuân mệnh, thiếu niên thiếu nữ nghiêm nghị đáp. Trước ngực hai người, tản mát từng tia sáng màu xanh, tạo thành phù ảnh hình dáng ngọc khuê, áp sát lên thân. Đoạn đường này, hai người đi theo sư tổ, kiến thức di tích khắp nơi, nghe những cố sự làm động lòng người, suy nghĩ thật lâu không thể bình tĩnh lại. Lão già đi đến trước Tuyệt Bích, nhấc tay vẽ trong hư không. Sau đó bức một giọt tinh huyết, dung nhập linh phù. Huyết phù bay lên vách đá. Vách đá vốn bình thường, bỗng nhiên hiện một tầng cấm chế phức tạp dị thường. Huyết phù dung hợp cấm chế, mở một lỗ hổng, phảng phất như cánh cửa. Ba người tuần tự đi vào, tiên cấm bên trên. Tần Tang đi theo Ninh Vô Hối, đi trên hành lang bạch ngọc. Con đường này xa ngoài dự liệu, Tần Tang hoài nghi đã đi qua trấn linh vực, vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối, phía trước nhìn như vô cùng vô tận. Tinh thần của hắn căng cứng mỗi thời mỗi khắc, không thể khác, xung quanh quá nguy hiểm. Hư không xung quanh thiết hạ từng đạo tiên cấm, linh khí hỗn loạn như thủy triều. Hành lang bạch ngọc nhìn thập phần đơn bạc yếu ớt, cảm giác lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Tần Tang trừng to mắt, tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy hành lang bạch ngọc khác, mà con đường này không phân nhánh, không cách nào đi địa phương khác. Hắn kiên nhẫn đi theo Ninh Vô Hối, đi thêm một lúc lâu, rốt cuộc đến điểm cuối, nhìn thấy một tòa ngọc đài. Tiên cung, Tần Tang kinh ngạc, nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện không khớp những hình bóng tiên cung mà hắn nhìn thấy. Là Ỷ Thiên Phong, Tần Tang ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đám mây, mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng. Ỷ Thiên Phong một ngọn tiên sơn như trụ chống trời, tuy phần đỉnh núi chưa chạm đến tiên cấm, nhưng hoành tráng bất phàm, từ chỗ này vẫn không cách nào nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi. Đài cao xây trên một tảng đá nhô cao, giống như đài ngắm cảnh. Bất quá, hiện tại đài cao bị dáng mây bao phủ, ngọn núi hoang vu, không thấy cảnh đẹp. Hai người bước nhanh lên đài cao, phát hiện trên đài cao vẫn còn hai bậc thang, một bên trái và một bên phải kéo dài từ đài cao, dẫn đến hai hướng khác nhau. Một bậc thang trong đó hoàn hảo, không chút tổn hại, vây quanh ngọn núi, uốn lượn xuống. Một bậc thang khác, vừa xuống vài bậc đã đoạn mất, từ nơi này đi xuống. Ninh Vô Hối nhấc tay chỉ bậc thang hoàn chỉnh. Tần Tang nhìn bậc thang bị đoạn chằm chằm, con đường này dẫn đến đâu? Nếu như nơi này tương liên cổ truyền tống trận, mà Ninh Vô Hối chỉ bậc thang hoàn chỉnh dẫn xuống núi, vậy có lẽ bậc thang này dẫn đến truyền tống trận. Ta cũng không biết. Ninh Vô Hối lắc đầu. Tần Tang đi qua, cẩn thận quan sát, không buông tha mỗi một ngóc ngách. Khác biệt trước đó, chỗ đứt gãy không ảnh hưởng đến tiên cấm, nơi này vẫn vô cùng nguy hiểm, nhìn không thấy sơ hở hoặc lối đi nào. Hắn thôi động thần thông thiên mục, thất vọng phát hiện, phía trước chỉ có vách núi trống rỗng, nơi này cũng không có đường đi. Ai? Phải chờ Thanh Trúc tiền bối hiện thân, mới có thể biết đường. Tần Tang bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi theo Ninh Vô Hối. Bậc thang bạch ngọc xây dựa vào lưng núi, băng qua những khu rừng, uyển chuyển quanh co, cuối cùng dẫn thẳng xuống núi. Bậc thang thật dài gần như thẳng tắp. Khi đi xuống, dáng mây tiên cấm gần như lập lòe trước mắt, linh khí hỗn loạn ập đến như thủy triều, ngay lúc sắp đụng phải, cuối cùng bị bậc thang ngăn cản. Tần Tang lau mồ hôi, cẩn thận di chuyển xuống, rốt cuộc đi đến bậc thang cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1596, Khí Xám Động Tĩnh. Nơi này là... Đi xuống bậc thang, Ninh Vô Hối vung tay lên. Tần Tang đột nhiên cảm giác một loại lực âm hàn kỳ dị cuốn tới, thấu triệt cốt tủy, không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng thôi động chân nguyên hóa giải hàn ý. Lấy tu vi hắn bây giờ, rất ít gặp phải chuyện như vậy.
quẹo qua một góc vách đá, trong mắt Tần Tang lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn hắn đang đứng trên một chỗ đài đất rộng lớn ở rìa vách đá, phía trước là một sơn cốc tĩnh mịch. Khắp trên không tràn ngập hào quang tiên cấm, bị tiên cấm phong tỏa hoàn. Toàn bên trong, sơn cốc cực kỳ hẹp dài, cho người ta cảm giác không giống tự nhiên hình thành, là một kiếm tu, Tần Tang hoài nghi là nó bị một kiếm bổ ra. Cái này có chút kinh dị, Ỷ Thiên Phong rất có lai lịch, có thể là bảo địa cổ tu, người nào dám ở chỗ này bổ ra một sơn cốc như vậy. Sơn cốc sâu không thấy đáy, toàn bộ sơn cốc tràn ngập sương mù màu đen nồng đậm, lúc trước hắn cảm giác được lực âm hàn chính là bắt nguồn từ sương mù nơi đây. Khí tức gì lại âm hàn như thế? Tần Tang âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện, nếu như bỏ mặc cỗ khí tức này nhập thể, có thể sẽ ăn mòn nhục thể của mình. Nơi này gọi là U Minh Cốc. Ninh Vô Hối nhìn chằm chằm trong thung lũng sâu, nói: U Minh Cốc, chẳng lẽ là U Minh khí trong truyền thuyết? Tần Tang gật gật đầu. U Minh khí được ghi chép trong cổ tịch là một loại khí âm hàn được sinh ra ở giữa thiên địa, không liên quan đến U Minh mà hắn tu luyện lúc ở luyện khí kỳ. Thanh Trúc tiền bối lệnh cho đạo hữu đến U Minh cốc này. Ở chỗ này lấy một vật, sau đó đi một nơi khác chờ lão. Ninh Vô Hối quét mắt nhìn hai bên vách đá, sau đó đi đến rìa đài đất, khoanh chân ngồi xuống, bố trí xung quanh một linh trận hộ thể. Tiếp đó ngoại đạo Nguyên Anh từ thiên linh kia gã nhảy ra, trong ngực ôm lấy xích kim linh kiếm. Đạo hữu cẩn thận một chút, ta thấy chỗ sâu U Minh cốc có dị dạng, khả năng có cổ cấm tồn tại. Tần Tang nhịn không được nhắc nhở. Khó trách Thanh Trúc tiền bối muốn Ninh Vô Hối kết ngoại đạo Nguyên Anh. Hắn đứng ở chỗ này, có thể cảm giác được U Minh cốc không phải là vùng đất lành, bên trong vô cùng nguy hiểm, lấy thực lực của hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào cốc. Nguyên Anh Ninh Vô Hối gật đầu nhẹ với Tần Tang, sau đó vèo một tiếng bay vào trong U Minh cốc. U Minh khí dung chuyển, ẩn ẩn có hình. Bóng quỷ dị hiện hiện, kỳ quỷ không hiểu làm cho người kinh hãi. Ninh Vô Hối ngồi xếp bằng bất động, toàn lực thôi động ngoại đạo Nguyên Anh. Trong này khả năng có bảo vật gì đó, có thể trợ giúp Thanh Trúc tiền bối áp chế ma hồn. Tần Tang ẩn ẩn đoán ra mấy phần ý đồ của Thanh Trúc tiền bối. Nếu Ninh Vô Hối có thể thuận lợi lấy ra bảo vật này, Thanh Trúc tiền bối có thể khôi phục. U Minh khí quay cuồng không ngừng, thần thông thiên mục cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không biết Ninh Vô Hối ở bên trong tao ngộ cái gì, lại có thể lấy được thứ gì. Tần Tang không giúp được gì, đành lặng lặng đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, nhục thân Ninh Vô Hối run lên, khóe miệng chảy máu, linh trận dưới thân lấp lóe quang mang. Tần Tang kinh hãi, sau khi xác nhận nhục thân Ninh Vô Hối không có dị dạng gì khác, thần sắc hơi chậm lại, nhưng trái tim cũng nâng lên cổ họng. Ninh Vô Hối thành bại không chỉ liên quan đến Thanh Trúc tiền bối, mà còn liên quan đến việc hắn có thể trở lại Tiểu Hàn vực không. Đúng lúc này, U Minh khí chấn động mãnh liệt. Trong sơn cốc chật hẹp cuồng phong quét ra, U Minh khí tuôn ra sơn cốc, cuốn tới chỗ đài đất của bọn hắn. Tần Tang lách mình ngăn trước nhục thân Ninh Vô Hối, toàn lực thôi động chân nguyên ngăn cản, giúp đỡ gã một chút. Ầm ầm, tiếng vang như sấm rền bên tai, liên tiếp truyền đến, đinh tai nhức óc. Toàn bộ sơn cốc bắt đầu chấn động, nhưng tiên cấm trên không lại không nhúc nhích tí nào. Nếu dưới chân núi, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới tổ sư Nguyên Anh. May là đang bên trong tiên cấm, không biết chấn động có ảnh hưởng đến phía dưới không. Tần Tang âm thầm kinh hãi, đoán là ngoại đạo Nguyên Anh đang phá giải cấm chế gây ra. Loạn tượng này một mực kéo dài chừng một nén nhang mới lắng lại. U Minh cốc dần dần bình tĩnh, ngoại đạo Nguyên Anh chậm chạp vẫn không đi ra, nhục thân cũng không nhúc nhích. Tần Tang thấy thế trong lòng không khỏi lo nghĩ. Vù, chỗ sâu U Minh cốc bỗng truyền đến động tĩnh, chỉ thấy một đạo kình phong xông ra U Minh khí, lóe lên một cái, bay vút đến trên đài đất, chính là ngoại đạo Nguyên Anh. Không biết nó đã kinh lịch chuyện gì. Sau khi đi ra, khí tức ngoại đạo Nguyên Anh tổn hao, suy yếu nhiều so với trước. Xích kim linh kiếm còn xoay quanh ngoại đạo Nguyên Anh,
quang trạch trên thân kiếm ảm đạm, có cảm giác trì trệ, mà ngay cả bản mệnh linh kiếm cũng bị hao tổn. Đạo hữu ngươi, Tần Tang há miệng muốn hỏi, phát hiện bàn tay nhỏ của ngoại đạo Nguyên Anh đang nắm một vật. Ngoại đạo Nguyên Anh bay đến đỉnh đầu nhục thân, giao vật kia cho nhục thân, sau đó tiến vào thể nội. Ninh Vô Hối chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt không che giấu được vẻ mỏi mệt cùng vẻ hưng phấn. Lúc này, Tần Tang thấy được toàn bộ vật này. Làm cho người ngạc nhiên chính là đây không phải chí bảo gì cả, mà là một mảnh kim loại bất quy tắc, giống như mảnh vỡ gì đó, trong đó một đầu lập lòe hàn quang, vô cùng sắc bén, như là mũi kiếm. Vật này không biết chôn cất ở đây bao lâu, lại không có vết tích mục nát, mà mặt ngoài mảnh vỡ có một chữ cổ không hoàn chỉnh. Đây là... Tần Tang nhìn chăm chú chữ cổ kia, chấn động trong lòng, đúng là một phần chữ sát. U minh cốc quả nhiên khó khăn, cũng may có ngoại đạo Nguyên Anh. Ta tiêu hao quá lớn, cần điều tức một hồi, khôi phục thực lực, đạo hữu chờ một lát. Ninh Vô Hối vội vàng phục dụng mấy viên linh đan, đang muốn thu hồi mảnh vỡ, luyện hóa đan dược, đã thấy Tần Tang nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ. Đạo hữu nhận ra vật này, Ninh Vô Hối kinh ngạc hỏi. Tần Tang lắc đầu, do dự một chút, hỏi, chữ sát này hơi quen mắt, đạo hữu có thể để cho ta sờ một chút không? Từ bên ngoài nhìn không ra, tự mình tiếp xúc có lẽ sẽ cảm ứng được gì. Ninh Vô Hối thống khoái đáp ứng, nhưng không trực tiếp giao cho Tần Tang. Bàn tay gã nắm mảnh vỡ, Tần Tang vươn tay sờ, dẫn động một sợi chân nguyên chạm nhẹ, sau đó thu hồi, nhíu mày trầm tư một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải là chuôi thần kiếm mà ta thấy trong sách cổ chứ? Ninh Vô Hối không nghi ngờ gì, thu hồi mảnh vỡ, nhắm mắt điều tức. Thật tình gã không biết, trong lòng Tần Tang đang nhấc lên kinh đào hải lãng. Mới rồi, ngoại đạo Nguyên Anh mang theo mảnh vỡ bay ra, khí xám một mực ẩn trong đan điền hắn bỗng rung động nhẹ nhẹ. Tại Vu Thần Đại Lục, sau khi tỉnh dậy, Tần Tang phát hiện khí xám nằm trong đan điền, đến nay vẫn không thể thăm dò ra lai lịch của nó. Về sau tu vi của hắn liên tiếp đột phá, khí xám từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, cũng không thể khu trục nó ra ngoài thân thể. Tần Tang thúc thủ vô sách, thấy nó cũng không ảnh hưởng gì nên không quan tâm nữa, suy đoán khả năng sau khi kết anh sẽ có biến hóa. Đây là lần đầu tiên khí xám xuất hiện dị thường, bị mảnh vỡ khiên động. Mới rồi, Tần Tang thử chạm vào mảnh vỡ, khí xám lại phảng phất cảm nhận được hấp dẫn lớn lao, muốn từ đan điền rời đi, tiến vào trong mảnh vỡ. Tần Tang vội vàng thu tay về, mới không bại lộ. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1597, Chí Bảo Hộ Thể. Đây là mảnh vỡ gì? Vì sao có tại Ỷ Thiên Phong? Khí xám liên quan gì đến nó? Tần Tang đầy bụng nghi hoặc. Hắn thậm chí không biết khí xám này sao lại xuất hiện trong đan điền của mình. Mới rồi, hắn thử dùng linh lực chạm vào mảnh vỡ, không chỉ không bị bài xích, lại ẩn ẩn có cảm giác hòa hợp, tăng thêm chữ sát viết trên mảnh vụn, khiến hắn không khỏi nghĩ đến một số việc. Hai người bọn họ đều tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, thông qua 7 tầng trước của thiên tháp có thể phát kết luận, kiếm khí còn sót lại nơi này và nguyên thần dưỡng kiếm chương có liên hệ thiên ti vạn lũ. Thanh Trúc tiền bối chẳng lẽ phát hiện bí mật khó lường gì đó? Tần Tang suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều khả năng, nhưng không thể đưa ra kết luận. Mảnh vỡ rất trọng yếu với Thanh Trúc tiền bối, Ninh Vô Hối không thể giao cho hắn, để hắn tùy ý nghiên cứu. Tình huống không rõ, Tần Tang cũng không muốn bại lộ khí xám tồn tại trong đan điền mình. Phải gặp lại Thanh Trúc tiền bối mới có thể biết rõ ràng. Hắn nhìn Ninh Vô Hối một chút, đi đến biên giới đài đất, nhìn chăm chú U Minh Cốc. Về sau nếu có cơ hội một mình tiến đến, hắn phải đi và tìm tòi, xem phía dưới là địa phương nào. Bất quá Tần Tang cũng hiểu, ngoại đạo Nguyên Anh còn mệt mỏi như vậy, hắn hy vọng không lớn. Không bao lâu, Ninh Vô Hối luyện hóa dược lực xong. Tần Tang cho là gã sẽ đường cũ trở về, đi nơi khác. Nhưng Ninh Vô Hối lại quay người đi tới một vách đá U Minh Cốc.
tìm hiểu một lát, gọi ra Xích Kim Linh kiếm, chém ra một đạo kiếm khí vào vách đá. Lập tức, Xích Kim Linh kiếm đại phóng kiếm quang, bao lấy hai người, lóe lên một cái, chui vào trong vách đá. Sau một khắc, hai người Tần Tang xuất hiện trong một gian điện thất. Tần Tang quay đầu, kinh ngạc phát hiện, sau lưng nào có vách đá, rõ ràng là tường kín, trên tường không có lối ra, cũng không cảm giác được ba động cấm chế, phi thường kỳ quái. Đúng lúc này, linh khí trong hư không bỗng nhiên cuồng loạn. Không có dấu hiệu báo trước, kinh lôi nổ vang, trong chốc lát từng đạo lưu quang chợt hiện, sáng lạn như lưu tinh, như từng đạo kiếm khí đáng sợ, kiếm khí tập trung, mỗi một đạo chỉ hướng hai người bọn họ. Uy áp kiếm thế như trời long đất lở cuốn tới. Tần Tang cả kinh, tê cả da đầu, không đợi hắn kịp phản ứng. Còn, từng tiếng kiếm ngân vang lên, Ninh Vô Hối ném lên, Xích Kim. Linh kiếm treo ngược trên đỉnh đầu, thân kiếm xoay tròn, kiếm mang giống như phát mà không phát, kiếm khí bắn ra như mưa, đâm vào hư không. Thanh âm kiếm ngân vang lên tựa hồ reo vang cùng hư không, kiếm khí và lưu quang dung hội, dị tượng chậm chậm tiêu tán, yên tĩnh như cũ. Tần Tang bị kinh sợ làm chảy mồ hôi ướt sũng cả người, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị. Mới rồi, lưu quang trong hư không rất có thể là cổ cấm còn sót lại trong điện, hoặc là kiếm ý thượng cổ kiếm tu lưu lại. Bị hai khách không mời bọn hắn đến kích phát, nên phô thiên cái địa, công kích kẻ xông vào, khí thế kinh người. Trong nháy mắt những kiếm khí này xuất hiện, Tần Tang cảm giác được một tia rung động. Trong những kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý, và nguyên thần dưỡng kiếm chương tựa hồ có cùng nguồn gốc. Giống với loạn kiếm trong cổ điện ở truyền tống cổ tử vi cung trước đó, nhưng uy lực nơi đây càng đáng sợ hơn. Một khi kiếm khí trong điện thất triệt để bộc phát, Tần Tang đoán là dù tổ sư Nguyên Anh cũng khó may mắn thoát khỏi, nhẹ thì vạn kiếm xuyên thân, biến thành huyết hổ lô. Hắn vừa muốn gọi ra ô mộc kiếm, tranh thủ đón đỡ kiếm khí, Ninh Vô Hối đã ra tay trước một bước, hóa giải nguy cơ. Kiếm khí tiêu tán, điện thất khôi phục bình thường. Tần Tang không dám tùy ý đi lại, đứng tại chỗ quan sát. Ninh Vô Hối tựa hồ đã biết trước chuyện này, biểu lộ rất bình tĩnh, thu kiếm đi đến cửa điện. Tốt cho một đại điện tàn phá, trong lòng Tần Tang cảm khái một câu. Từ bên trong có thể nhìn thấy, điện thất trống rỗng, vô cùng cũ nát, xà nhà cơ hồ đứt gãy, cột trụ trèo chống đại điện nổi đầy vết rạn. Lung lay sắp đổ, ngói nóc điện sộc sạch, đứt gãy lộ ra khe hở, ánh sáng từ phía trên chiếu vào. Từ bên ngoài nhìn, không biết là bên trong đã tàn phá thế nào. Cửa điện làm bằng gỗ thiếu khuyết một cánh cửa khác thì cong vẹo. Sắp rơi xuống, không biết là dùng loại linh mộc nào chế thành, tràn đầy vết tích hư thối, trở thành gỗ mục. Không nên đi ra ngoài cửa, bước ra sẽ bị chấn linh vực áp chế. Tần Tang đi tới cửa, bị Ninh Vô Hối đưa tay ngăn lại. Nơi này chính là Ỷ Thiên Phong. Tần Tang không dám vượt qua giới hạn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phát hiện tòa cổ điện này xây ở chỗ cao nhất Ỷ Thiên Phong, nối tiếp là Hào Quang Tiên Cấm. Phía ngoài có mấy thềm đá, nhìn xuống dưới là một mảnh trống trải, ngoại trừ sương mù nhàn nhạt, ánh mắt cơ hồ không bị trở ngại gì. Ỷ Thiên Phong cao ngất vạn trượng, đứng ở chỗ này, chỉ có thể nhìn rõ một phần ngọn núi, không nhìn thấy cảnh vật dưới núi, dưới chân núi cũng không có khả năng thăm dò nơi này phát sinh chuyện gì. Dõi mắt nhìn xuống Ỷ Thiên Phong, trong núi thạch lâm liên miên, thỉnh thoảng xuất hiện đại điện núi đỉnh, kiến trúc liên miên, cũng có vài chỗ cấm địa bí cốc, dị quang dị cấm lấp lóe không yên, đủ loại kỳ cảnh. Có thể tưởng tượng thịnh cảnh phi phàm của tu sĩ Ỷ Thiên Phong năm đó. Bởi vì bị chấn linh vực áp chế, tu sĩ có năng lực leo lên Ỷ Thiên Phong ít càng thêm ít, không phát hiện thân ảnh tu tiên giả, nhưng cả hai vô cùng cẩn thận, ẩn nấp thân ảnh và khí tức. Thanh Trúc tiền bối bảo chúng ta ở chỗ này chờ lão. Tần Tang thu hồi ánh mắt, hỏi ngược lại. Ninh Vô Hối gật gật đầu, lấy ra mảnh vỡ kia, lão bảo ta ở chỗ này chờ đợi, cho dù lão không về tới đây, chắc chắn sẽ xuất hiện tại phụ cận. Phụ cận? Ánh mắt Tần Tang đảo qua khắp nơi cấm địa phía dưới, nghi ngờ hỏi. Thanh Trúc tiền bối không thể trưởng khống thân thể,
vạn nhất cách nhau quá xa, đạo hữu làm sao ra ngoài giúp Thanh Trúc tiền bối. Chấn linh vực áp chế thì không nói, tu vi không đủ căn bản không thể đi ra ngoài, ngoại đạo Nguyên Anh vẫn còn thiếu rất nhiều. Ninh Vô Hối dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy mảnh vỡ một cái, bảo vật này sẽ bảo hộ ta. Nói xong, Ninh Vô Hối thử thăm dò đi ra ngoài. Đúng như Ninh Vô Hối nói, ba động chấn linh vực cũng không dị dạng, xung quanh gã giống như có một tầng bảo hộ vô hình bảo vệ, gã vẫn bình yên vô sự. Thấy tình cảnh này, trong lòng Tần Tang hơi động. Khí xám trong đan điền tựa hồ có quan hệ mật thiết với mảnh vỡ, rất có thể là đồng nguyên, phải chăng cũng có thể bảo hộ hắn trong chấn linh vực. Bất quá, Ninh Vô Hối đang ở ngay bên cạnh, Tần Tang đành nhẫn nhịn, không đi thử. Ninh Vô Hối ra ngoài dò xét một phen, lại tiếp tục trở lại trước cửa điện, khoanh chân ngồi xuống, thôi động chân nguyên luyện hóa mảnh vỡ. Tần Tang cũng ngồi xếp bằng một bên, âm thầm trầm tư một hồi, nhập định yên lặng chờ Thanh Trúc tiền bối. Ba vị thương minh minh chủ bảo vệ tố nữ, lặng yên xuyên qua chấn linh vực, đi tới dưới núi Ỷ Thiên Phong. Trên Ỷ Thiên Phong cơ hồ không có tu tiên giả, một khi xuất hiện, hẳn là đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên bọn họ không dám thư giãn, toàn lực ẩn nấp khí tức, để tránh không cẩn thận bị nhìn thấu hành tung. Cũng may ba người đều là cao thủ thành danh tu vi thâm hậu, bước đi như bay, mà lại có thể ẩn tàng khí tức rất tốt. Đường núi dài dằng dặc, bọn họ lao vùn vụt lên hướng đỉnh núi, ven đường đi qua nhiều chỗ bí cảnh, tốc độ không giảm chút nào. Cuối cùng, lúc bọn họ sắp tiếp cận hào quang tiên cấm, mới ngừng lại tại một chỗ khe núi ẩn kín. Ba vị minh chủ liếc nhau, chỗ sâu đáy mắt đều có mấy phần khẩn trương. Mặt tố nữ xám như cho, nàng ngay cả tự sát cũng không làm được, bất lực phản kháng, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1598, Thả Ma. Bọn họ áp lấy tố nữ đi vào khe núi. Tại trung tâm khe núi, đứng sừng sững một tấm bia đá. Bia đá pha tạp, nhìn rất bình thường. Không biết cất ở đây đã bao nhiêu năm tháng. Xung quanh bia đá là một đống loạn thạch, cực kỳ hoang vu. Kỳ quái là xung quanh không có phần mộ, trên tấm bia đá cũng không có chữ viết, đều là vết tích phong hóa tuế nguyệt lưu lại, là một khối vô tự bi. Bọn họ đứng trước tấm bia đá, đầu tiên là bày ra một đạo cấm chế ẩn nấp trên khe núi, tiếp đó chần chừ một chút, đồng thời kết ấn, một cỗ chân nguyên tuôn ra hai tay. Bên trong chân nguyên cả bọn lại dung hội khí tức chân ma khí, phía sau đều huyễn hóa ra ma ảnh ba đầu sáu tay. Tố nữ quen thuộc chân ma khí đến không thể quen thuộc hơn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba vị minh chủ thương minh, bên ngoài không liên quan gì đến ma đạo, thậm chí bị ma chủ xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lại đều tinh thông ma công, có thể ngự sử chân ma khí. Vèo, ba đạo ấn quyết ngưng tụ thành, đồng thời đánh về phía bia đá. Trên tấm bia đá pha tạp, đột nhiên có một đạo hắc quang lưu chuyển, tiếp đó khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, trong tấm bia đá truyền ra một tiếng than nhẹ như có như không. Ai, bản tọa đợi trọn vẹn mấy trăm năm, các người rốt cuộc đã đến. Thanh âm yếu ớt, nhưng mâu thuẫn là, giọng cực kỳ khàn khó nghe, giống như là hai miếng sắt ma sát, bén nhọn chói tai. Còn người tố nữ phóng đại, hai mắt vô thần, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, nơi này thật phong ấn một đại ma đầu. Dưới nền móng bia đá, từng tia từng sợi hắc khí xuất hiện, nhưng bị một sức mạnh không tên phong tỏa, không thể phá mở ra phong ấn. Dưới đáy bia đá bị đè cho bằng, huyễn hóa thành một quái mặt. Ngũ quan quái mặt vặn vẹo, không giống hình người. Bị hai con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm, đáy lòng cả bọn gấp gáp, không khỏi rùng cả mình. Đều là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh. Phong, không tệ, không để bản tọa thất vọng. Không uổng công bản tọa truyền cho các ngươi tuyệt thế thần công thánh tộc. Mà sao chỉ có ba người các ngươi? Ba vị minh chủ nhìn quái mặt, thần sắc khác nhau, trao đổi nhau một ánh mắt. Đông cực minh chủ tiến lên một bước, hành lễ nói, khởi bẩm thánh quân, ban đầu ở ngoại điện được thánh quân chỉ điểm,
chúng ta dựa theo lệnh thánh quân, mưu đồ tổ kiến thế lực thương minh, trợ thánh quân mở ra phong ấn. Đáng tiếc lúc ấy tu vi chúng ta quá thấp, hai vị sư huynh vô ý trêu chọc cường địch, gặp chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đành phải giấu tài, mở ra lối riêng. Trong tấm bia đá, phong ấn đúng là cổ ma ma quân, thương minh. Ma quân không thèm để ý chút nào với hai tên đệ tử bị chết, cười quái dị một tiếng. Ta nhớ các ngươi đã nói, thời thế hiện nay, trong tu tiên giả ngay cả cái hóa thần kỳ cũng tìm không ra. Tại nơi mạt pháp này, thân là thân truyền của bản tọa, không làm được bá chủ, chỉ có thể tổ kiến thương minh gì đó, thật là mất mặt. Tại Thương Lãng Hải, tam đại thương minh đã gần với hai thế lực lớn chính ma. Ngữ khí ma quân lại mỉa mai, khiến ba vị minh chủ rất là bất mãn. Ba vị minh chủ chưa từng gặp loại trào phúng này. Đại mi Tây U minh chủ vẩy một cái, gương mặt xinh đẹp nén giận. Nếu không phải ngài âm thầm động tay chân trên người chúng ta, dẫn đến chân nguyên thể nội chúng ta xao động, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Chúng ta đã sớm trở thành đại tu sĩ, xưng bá tu tiên giới, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như thế. Đông Cực minh chủ và Bắc Thần minh chủ âu sầu trong lòng, ngày nay bọn họ đã lạc sâu vào ma đạo, không thể cứu vãn. Các ngươi cảm thấy như vậy sao? Ma quân nở nụ cười quỷ quyệt. Cũng không phải là bản tọa động tay chân, mà là thân thể nhân tộc các ngươi tu luyện tuyệt thế thần công thánh tộc, chỉ đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không được chỉ điểm tiến hành điều chỉnh, sẽ là như thế. Lúc trước bản tọa ngược dòng phong ấn đến ngoại điện, đã là nỏ mạnh hết đà, không kịp giúp các ngươi điều trị. Bất quá, nếu không phải tu luyện thần công thánh tộc, lấy thiên phú ba người các ngươi, có thể đột phá nguyên anh đã là cực hạn, có thành tựu hôm nay, còn không vừa lòng. Ba vị minh chủ ngượng ngùng, ma quân nói không sai, nếu không phải lần kỳ ngộ ở ngoại điện lần đó, bọn họ đã sớm chẳng khác gì người thường. Huống chi, nếu như không có tai họa ngầm, các ngươi sẽ còn tới gặp bản tọa sao? Lời nói ma quân bình thản, lại khiến tâm thần ba người siết chặt. Chúng ta lúc trước đã dụng tâm ma lập thể, sao dám không theo? Sắc mặt Tây U Minh âm tình bất định. Ma chủ xem thường, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, bản tọa bị nhốt ở đây, buồn bực ngán ngẩm, vô số năm trước đã thôi diễn xong thần công, tùy tiện là có thể giải quyết tai họa ngầm thể nội các ngươi. Về sau cho dù tu luyện tới trên luyện hư, cũng tuyệt không hậu hoạn. Khẩu khí của nó rất lớn, luyện hư cả bọn cũng không dám nghĩ tới, chớ nói chi là trên luyện hư. Nàng chính là thể xác mà các ngươi chuẩn bị cho bản tọa. Quái mặt nhúc nhích một hồi, cặp mắt trống rỗng kia chuyển hướng nhìn Tố Nữ. Đông Cực minh chủ đưa Tố Nữ đến trước tấm bia đá. Tố Nữ run lẩy bẩy. Đánh giá Tố Nữ một lát, ngữ khí ma quân bỗng nhiên băng hàn. Chẳng lẽ các ngươi đã quên hết mệnh lệnh của bản tọa? Trong lòng ba người máy động, Đông Cực minh chủ cố chấn định, liên thanh giải thích. Thánh quân bớt giận, lúc trước thánh quân yêu cầu cửu chuyển xá âm thể cùng mấy loại linh thể khác, không khỏi là linh thể chân quý thế gian hiếm có, thậm chí còn hiếm hơn cả thiên linh căn, ngày nay càng muôn vàn khó khăn mới tìm được. Ba người chúng ta dùng lực lượng thương minh, toàn lực tìm kiếm, cũng chỉ tìm tới mấy đệ tử có thân thể âm mạch. Nàng này là vài thập niên trước chúng ta vô tình phát hiện, lúc ấy chỉ có trúc cơ kỳ, chúng ta không tiếc hết thảy, toàn lực trợ giúp nàng tu luyện, mới có cảnh giới kết đan hậu kỳ. Đáng tiếc kết anh thất bại trong gang tấc. Bất quá, nàng chính là ngũ âm diệu thể, gần với cửu chuyển xá âm thể, cho dù tu vi hơi kém, cũng hơn xa thân thể âm mạch. Trầm mặc một lát, ma quân lạnh lùng nói, thôi, cỗ thể xác này miễn cưỡng có thể dùng, những chuyện khác các ngươi đã làm xong chưa? Ba vị minh chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão ma vì tu vi Tố Nữ không đủ mà nổi giận, cũng không phát hiện bọn họ lưu lại hậu thủ phía sau. Bắc Thần minh chủ đáp, khởi bẩm thánh quân, tế đàn phụ trợ ngoài điện đã bị chúng ta lần lượt đánh vào ma sát chân linh phủ, ba tòa chủ tế đàn cũng đều tuân theo lệnh thánh quân. Đã động tay động chân, một khi thôi động, lập tức có thể chấn áp lực lượng lôi tác trên tế đài, làm dao động toàn bộ phong ấn đại trận, trợ thánh quân phá vỡ phong ấn. Bắc Thần minh chủ kể tóm tắt qua.
Hai người khác cũng kể giản lược chuyện bọn họ làm. Làm tốt lắm. Ma Quân rất hài lòng, quái mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, còn chờ gì nữa. Nhanh trợ bản tọa phá phong, bản tọa đã sớm ngây ngốc đủ dưới tấm bia này rồi. Cái này, ba người đưa mắt nhìn nhau. Bắc Thần Minh Chủ thận trọng nói, Thánh Quân Đại Nhân, tai họa ngầm thể nội chúng ta. Trợ giúp bản tọa phá vỡ phong ấn, bản tọa sẽ tự truyền công pháp đã cải thiện cho các ngươi. Về sau các ngươi chính là tọa tiền ma thị của ta, theo bản tọa chinh phạt, thống ngự tu tiên giới, để các ngươi bạo thể mà chết, bản tọa có ích lợi gì? Ma Quân hử lạnh, có muốn bản tọa dụng tâm ma lập thể không? Ba vị minh chủ ý động, nhưng đều trầm mặc không nói. Ma Quân cũng không tức giận, sảng khoái lập xuống lời thề. Sắc mặt, ba người hơi chậm lại, đặt tố nữ trước bia, sau đó vờn quanh bia đá, phân ra ba phương hướng, ngón tay như vòng, nhanh chóng kết ấn. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1599, Song Bia. Mỗi một đạo ấn quyết hoàn chỉnh, bọn họ sẽ phóng ra một kiện bảo vật, đều là linh tài chân quý. Mỗi một kiện có giá trị không nhỏ, hy hữu khó kiếm, phải tài lực như Tam Đại Thương Minh mới tập hợp đủ nhiều như vậy. Ấn quyết và bảo vật dung hợp như tiên nữ tán hoa, từng kiện bay về phía xung quanh bia đá. Cuối cùng, một linh trận dị thường phức tạp dần dần thành hình, quay xung quanh bia đá. Ma ảnh phía sau bọn họ nhanh chân bước vào trong đại trận. Ầm, ầm, ầm. Ma ảnh cuồng hống, quét sạch đại trận, trọng quyền đánh về phía bia đá. Quyền thế kinh thiên, lôi trống cùng vang lên. Bên trong khe núi cuồng phong kêu khóc, ma khí tựa như biển gầm. Không ngờ, bia đá nhìn như bình thường, lọt vào loại công kích này, không chỉ không vỡ nát, ngược lại vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ, lù lù bất động. Mặt ngoài bia đá, u quang lướt qua, chính là quang mang phong ấn thần bí, tùy tiện làm giảm quyền thế. Bia đá chính là bản thể phong ấn. Ba vị Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong Thương Minh, lại thêm đại trận chủ bị nhiều năm, vẫn như cũ không thể dung chuyển phong ấn. Bất quá, đây chỉ mới bắt đầu. Ma ảnh cuồng vũ, vô số quyền ảnh liên tiếp oanh kích lên tấm bia đá. Chỗ sâu bia đá truyền ra thanh âm Ma Quân, tựa hồ đang niệm tụng chú ngôn, tối nghĩa khó hiểu. Ầm, tiếng oanh minh qua đi, tất cả quyền ảnh đột nhiên tiêu tán. Giờ khắc này, phong ấn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mặt ngoài bia đá lại thêm ra một tầng lực lượng vô danh. Đại trận lực hội tụ ở đây, dần dần một tấm phù chú màu đen hiện ra mà trước đây chưa từng thấy. Phù chú dán chặt bia đá, tựa hồ đang dung nhập vào phong ấn. Ma sát chân linh phù, mở. Ma Quân gầm thét, điên cuồng công kích phong ấn, quái mặt biểu lộ dữ tợn. Ầm, phù chú màu đen bỗng nhiên nổ tung, triệt để vỡ vụn, như ngàn vạn ma châm, có một phần bị phong ấn phản kích mẫn diệt, một phần trong đó lại đâm vào phong ấn. Lực lượng ma sát chân linh phù giao phong cùng phong ấn. Trên tấm bia đá lấp lóe u quang, thế cuộc khó hiểu. Tại nơi khác, dị biến cũng đang phát sinh. Trong thất sát điện, những chỗ bí ẩn kia không có dấu hiệu nào, bộc phát ra ba động kỳ dị. Có những bí cảnh ở chỗ sâu tuyệt địa, ít ai lui tới. Vách núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Ba động càng ngày càng kịch liệt, đồng thời ẩn ẩn kéo theo âm thanh sấm sét đang chấn động ở trung tâm, kim quang chói mắt, từng tòa tế đàn cơ hồ giống nhau như đúc hiện thế. Tế đàn bốn góc, đỉnh chóp rộng chừng một trượng vuông. Bốn góc tế đàn đều có một đầu dây xích rủ xuống, khảm vào mặt đất, phía trên gắn đầy phủ văn, vô cùng huyền ảo. Cấm chế bị kích phát, dây xích kéo căng, phủ văn lấp lánh, bộc phát ra hào quang màu trắng bạc. Chỉ một thoáng, vết gì bị quét sạch sành xanh, du động như ngân xà, dây xích biến thành lôi tác, tản ra khí tức chí dương chí cương cuồng bạo. Sấm sét vang dội, thiên lôi cuồng vũ, ầm ầm. Tế đàn hiện thế khắp nơi, phân bố theo quy luật, tương hòa cùng tinh tú. Tu sĩ đang thăm dò ngoại điện cảm thấy dị thường,
buông xuống chuyện trong tay, lướt đến chỗ cao bốn phía nhìn ra xa, biểu lộ kinh nghi bất định. Sau đó chính là ba tòa chủ tế đài, một tòa trong thí luyện cảnh, hai tòa khác ẩn trong cấm điện nội điện, đều bị ba vị minh chủ tìm tới, động tay chân vào. Ba tòa chủ tế đài đồng thời hiển hiện, chính là hạch tâm phong ấn, liên thông các tế đàn phụ trợ khác, quy mô càng hùng vĩ, phong ấn lực càng mạnh hơn. Tại thời khắc này, toàn bộ đại trận phong ấn đã bị kích phát, bắt đầu từ chỗ sâu nhất, bia đá dần dần lột xác thành màu trắng bạc, bên trong hiện lên vô số đạo thiểm điện nhỏ bé, hung hăng bổ về phía ma quân bị phong ấn. Ma quân kêu lên thê lương, tiếp nhận thống khổ đáng sợ, nhưng vẫn cũ không ngừng công kích phong ấn. Đúng lúc này, một cỗ ba động kỳ dị ngược dòng phong ấn, lan tràn ra bên ngoài tế đàn. Trên tế đàn có ma sát chân linh phù, vốn an tĩnh đặt ở chỗ đó, tại thời khắc này bị ba động dẫn dắt. Không người thôi động, linh phù lực bị kích hoạt. Vù, ma khí tinh thuần đến cực điểm huyễn hóa thành một quái mặt, cười to khặc khặc, điên cuồng nhào về phía Lôi Tác. Lôi Tác bị ma khí bao trùm, uy năng tổn hao nhiều, phong ấn lực trở nên yếu ớt dị thường, kim quang tế đàn cũng ảm đạm theo, gần như dập tắt. Cùng lúc đó, Tuyệt Bích bên trong cổ điện, thần sắc ba vị hậu nhân tứ thánh cung trang nghiêm. Nơi này tựa như là một chỗ từ đường, trước mặt bọn họ có một hương án, phía trên chỉ có ba bài vị. Bất quá, nếu để ngoại nhân nhìn thấy danh tự trên bài vị, chắc chắn sẽ sợ hãi, đúng là ba vị trong tứ thánh. Nhân tộc tại Thiên Hưng đảo có tên Tứ Thánh Sơn, kỷ niệm bốn vị tiên hiền, nên lưu bài vị bọn họ tại nơi này. Những thứ này chính là tổ huấn tiên tổ lưu lại, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Lão giả thắp hương, vừa tế bái tiên tổ, vừa dạy bảo hậu bối, truyền xuống tổ huấn. Đệ tử ghi nhớ trong lòng, thiếu niên, thiếu nữ dập đầu với tiên tổ, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Đột nhiên cổ điện truyền ra linh âm ngột ngạt, bên hông lão giả treo lấy một linh đăng màu đen, đang chấn động mãnh liệt. Lão cúi đầu xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, lách mình xông ra đại điện. Thiếu niên, thiếu nữ nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão giả bay ra Tuyệt Bích, thần sắc lo lắng, ánh mắt nhanh chóng quét qua, sau. Đó dọc theo Tuyệt Bích phóng về hướng đỉnh núi Ỷ Thiên Phong, đến khi bay đến đỉnh Tuyệt Bích, từ xa nhìn thấy khe núi. Khe núi có ma khí bay ngược ra, cấm chế mà ba vị minh chủ bày ra đã áp chế không nổi dị tượng, cổ ma phá phong. Thấy cảnh này, sắc mặt lão giả đại kinh, đang muốn lao tới khe núi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng trở lại cổ điện. Sư tổ, thiếu niên thiếu nữ đang không biết phải làm gì. Các ngươi chờ ở chỗ này, không được đi loạn. Lão giả vội vàng phân phó một câu, bước nhanh đến trước bàn thờ. Tiên tổ thứ tội. Lão rời bàn thờ, phía dưới lại có một khối bia, không lớn hơn bia đá trong khe núi, vẹn vẹn cao đến gối, mà toàn thân xanh biếc, trong suốt như ngọc. Đúng là một khối ngọc bia. Lão giả khoanh chân ngồi trước ngọc bia, đánh ra từng đạo ấn quyết phức tạp dị thường, phù văn quanh ngọc bia lấp lóe, cổ cấm hiển hiện. Ầm! Lão giả thi triển bí thuật, thử lấy đi ngọc bia. Một tiếng vang thật lớn, ngọc bia phảng phất nặng vạn quân, cách mặt đất mấy tấc lại nặng nặng rơi xuống. Sắc mặt lão giả đỏ lên, toàn lực thôi động chân nguyên, lại thi triển một loại bí thuật khác, mới rời ngọc bia lên, trong ánh mắt lo lắng của hai hậu bối, một khắc không ngừng bay ra đại điện. Lúc này, lão ẩu cũng là truyền nhân tứ thánh đang kiểm tra tiên cấm cửa vào thất sát điện xong, mới vừa tiến vào u cốc. Linh đang bên hông lão cũng rung lên. Trong mắt lão ẩu lóe lên một đạo lệ mang, tốc độ bay tăng vọt. Tại đỉnh Ỷ Thiên Phong, Tần Tang và Ninh Vô Hối từ trong nhập định bừng tỉnh, liếc nhau, bỗng nhiên đứng dậy, đứng trước cửa điện, nhìn ra xa phía dưới. Cơ hồ bọn hắn có thể nhìn thấy cuối tầm mắt. Trong khe núi giữa một mảnh thạch lâm, lúc này hắc vụ dũng động, xuất hiện ba động dị thường. Có phải là Thanh Trúc tiền bối đến không? Tần Tang nhìn chằm chằm khe núi. Do bị khuất trong điện nên không biết nơi đó xảy ra biến cố gì. Ngươi ở đây chờ một lát, ta ẩn núp đến phụ cận nhìn xem. Ninh Vô Hối quan sát một lát cũng không nhìn ra manh mối gì, thân ảnh nhoáng một cái
biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu cẩn thận, trong lòng Tần Tang bỗng có chút bất an, loại hắc vụ này khá quen thuộc, phi thường giống chân ma khí. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1600, Ma Thị. Bên trong khe núi, trên tấm bia đá ngân mang càng ngày càng ảm đạm, phong ấn lực đại giảm. Mạ quần vốn kêu thảm thiết biến thành cuồng tiếu. Cầm tù dưới tấm bia đá vô số năm, bây giờ sắp phá phong ấn thoát ra. Âm thanh chấn động khắp nơi, thoải mái cực độ. Ầm, bia đá chấn động. Phong ấn bị xông phá, lộ ra sơ hở. Trung tâm bia đá vỡ ra, nhưng không vỡ nứt hẳn, mà đang chậm rãi lấp đầy lại. Lúc này, dưới tấm bia đá lộ ra một cảnh tượng quỷ dị. Một đoàn hắc khí huyễn hóa thành một quái mặt, khi thì cuồng tiếu, khi thì dữ tợn, thần sắc dọa người. Quái mặt bị tỏa liên trói buộc, lúc này xiềng xích hoa hoa tác hưởng, quang trạch ảm đạm, phảng phất sắp bị kéo đứt. Ngươi phải đáp ứng đưa bí thuật cho chúng ta. Ba vị minh chủ gấp giọng hô to, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ma quần cũng không nói nhảm, bắn ra ba đạo lưu quang, chia ra phóng tới ba người, đồng thời hắc khí cuồng quyển, kéo tố nữ không có lực phản kháng tới. Ba người thu lưu quang vào trong tay, cảm giác được một thiên bí thuật kỳ diệu, có thể cải thiện công pháp, là thật. Tây U minh chủ cấp tốc phân biệt ra được thật giả, chân nguyên thể nội một mực sao động bất an, đang thúc giục bí thuật. Trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, thậm chí bình cảnh ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng, lập tức kinh hỉ vạn phần. Xoạt, Ma quân mang theo xiềng xích, xông ra bia đá, từ mi tâm tố nữ tiến vào trong cơ. Thể nàng, tố nữ tràn đầy hoảng sợ, hai mắt lật một cái, biểu lộ ngưng kết, tiếp đó lộ ra vô cùng thống khổ. Ở trên người nàng, vậy mà hiện ra từng dấu vết xiềng xích, giống như đúc xiềng xích trên người Ma quân. Động thủ, ba vị minh chủ liếc nhau, mặt lộ vẻ ngoan lệ, đột nhiên cùng hét lớn. Chỉ thấy bên hồng tố nữ xuất hiện cấm chế hình vòng, cổ tay bộc phát ra một đạo kiếm khí hư vô. Một màn làm cho người khiếp sợ xuất hiện. Bắc thần minh chủ bày ra cấm chế hình vòng cấp tốc siết chặt, đạo kiếm khí của đông cực minh chủ lưu lại không đâm về phía tố nữ, mà lưỡi kiếm xoay chuyển, hung hăng chém về phía cấm chế bắc thần minh chủ. Người bắc thần minh chủ nhìn chằm chằm đông cực minh chủ, lập tức ý thức được không đúng chỗ nào, lúc này cũng không nhìn Ma quân, không chút do dự lách mình bay ngược ra sau. Đúng lúc này, bên tai lão bỗng nhiên vang lên thanh âm xiềng xích, không ổn. Trong lòng bắc thần minh chủ nổi lên báo động, há miệng phun ra một đạo lưu quang. Một thanh hỏa hồng trường đao đón gió lớn lên, chản sang bên cạnh, nhưng không ngờ lại chém hụt, đồng thời phần bụng lão bỗng nhiên mát lạnh, kịch liệt đau nhức cuốn tới. Tổn thương lão đúng là một thanh phi kiếm. Bắc thần minh chủ hết sức quen thuộc chuôi kiếm này, là linh kiếm bản mệnh của đông cực minh chủ. Đông cực minh chủ lạnh lùng nhìn đồng bạn ngày xưa, thần sắc đạm mạc, không chút tình cảm, phảng phất người gã đánh lén chỉ là một người xa lạ. Phốc, một ngọc thủ từ sau lưng xuyên thấu lồng ngực bắc thần minh chủ, trong tay nắm trái tim đang nhảy lên, máu tươi chảy đầm đìa, tinh hồng chướng mắt. Tay cầm trái tim chính là tố nữ đã bị ma quân chiếm cứ nhục thân. Lúc này, nhìn nàng không mảy may yếu đuối, trên tay dính đầy máu tươi. Ánh mắt tràn ngập tham lam và điên cuồng, đã biến thành một người khác. Hư ảnh xiềng xích trên da nàng càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại có thể thoát ly bia đá, tập sát bắc thần minh chủ. Hai mắt bắc thần minh chủ mất đi thần thái. Sau một khắc, Nguyên Anh từ thiên linh kia nhảy ra, mờ mịt tứ phương, vội vàng phóng tới lối ra khe núi. Nhưng đối thủ đã sớm phòng bị, linh kiếm đông cực minh chủ đang chờ ở đó. Vô số đạo kiếm quang sáng chói trong hư không bày ra kiếm trận đỉnh tiêm, kiếm thế bức người, bao phủ Nguyên Anh lại. Nguyên Anh thấy thế kinh hãi, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, thoát ly phạm vi kiếm trận. Cũng không phải là tốc độ bắc thần minh chủ quá nhanh, mà tu tiên giả sau khi thành tựu Nguyên Anh, lúc Nguyên Anh xuất khiếu,
trời sinh đã có đại thần thông rồi. Nhưng loại thần thông này mỗi lần sử dụng sẽ đánh đổi khá nhiều, đạo chí nguyên khí đại thương, cho nên tu sĩ cơ bản tại thời khắc nguy cấp nhất mới lựa chọn thi triển thần thông này. Nó cũng được ca tụng là thần thông đào mệnh mạnh nhất. Thời khắc nguy cấp, Bắc Thần Minh chủ không có lựa chọn nào khác. Nguyên Anh thuấn di ra ngoài, không chút do dự phóng ra hướng bên ngoài khe núi, nhưng không ngờ còn chưa động một bước, gương mặt thiên kiều bách mị của Tố Nữ đã xuất hiện ở trước mặt lão. Ma Quân dường như đã sớm dự báo vị trí thuấn di của Nguyên Anh, thủ tại chỗ này, một ngọc thủ vồ tới, mang theo lực giam cầm cường đại. Mặt Nguyên Anh xám như tro, không có lực phản kháng chút nào, bị Ma Quân một phát bắt được. Chợt thân ảnh Ma Quân nhoáng một cái biến mất tại chỗ, ngăn ở lối ra khe núi, ngăn trở đường đi của Tây U Minh Chủ, sau đó đưa Nguyên Anh Bắc Thần Minh Chủ vào miệng. Ma Quân nhấm nuốt Nguyên Anh Bắc Thần Minh Chủ, trong mắt hiện ra vẻ say mê, giống như đang phẩm mỹ vị nhân gian. Có ý tứ, Ma Quân nhìn Tây U Minh Chủ, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Mới rồi, ba vị minh chủ thương minh hẹn nhau xuất thủ, Tây U Minh Chủ lại căn bản không có ý động thủ, cũng không kích phát cấm chế trên người Tố Nữ, không quay đầu lại muốn phóng ra bên ngoài. Nếu không phải thực lực bọn họ đủ mạnh, lấy thế xét đánh giải quyết Bắc Thần Minh Chủ, mà tốc độ Ma Quân cũng kinh người, nếu không sẽ không cản được nàng. Tây U Minh Chủ nghiến chặt răng, vô cùng đề phòng, chậm rãi lui lại. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ Ma Quân nuốt sống Nguyên Anh, sắc mặt nàng trắng bệch, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Vèo, sau lưng nàng vang lên tiếng xé gió, lại là Đông Cực Minh Chủ bay đến ngăn chặn đường đi, mặt không biểu tình nhìn nàng. Bại hoại, ngươi vậy mà đầu nhập vào ma đầu. Tây U Minh Chủ tựa vào vách đá, lớn tiếng trách mắng. Đông Cực Minh Chủ xem thường, lạnh lùng nói, Bách Lý Hành đời đời hiệu trung Ma Quân đại nhân. Hắc hắc. Ma Quân cười quái dị, không phải hắn phản bội các ngươi, kỳ thực năm đó hắn đã bị bản tọa gieo xuống ma cấm, chuyển hóa làm ma thị, nên sẽ trung thành tuyệt đối với ta. Nếu không phải bản tọa năm đó bị phong ấn áp chế, thực lực không đủ, chỉ miễn cưỡng động thủ với một mình hắn, mấy người các ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay ta. Đáng tiếc, một khi hắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, có khả năng tránh thoát ma cấm, thoát ly bản tọa trường khống, đành phải như nhau thi triển bí thuật trên công pháp để hắn tiềm phục giữa các ngươi. Nghe lời này, Tây U Minh Chủ lộ vẻ cười lạnh, ta đã sớm biết hai người bọn họ không đáng tin. A, à, Ma Quân kinh ngạc. Bỗng thấy Tây U Minh Chủ quay đầu nhìn về phía bên ngoài khe núi, lớn tiếng nói, ngươi còn không xuất thủ, muốn chờ tới khi nào? Ha ha, tại hạ một mực chờ ở bên ngoài, nhưng không ngờ thế cục biến hóa quá nhanh, còn không kịp phản ứng. Thanh vận đạo hữu đã rơi xuống hạ phong, khó trách ngươi dám tự xưng Ma Quân. Bên trong thạch lâm, sương mù lăn lộn, một bóng người chậm rãi đi ra, đúng là ma chủ. Ma chủ cất bước tới, tốc độ như chậm, mà nhanh, xuất hiện tại cửa vào khe núi. Đối mặt cổ ma, thần sắc y lại nhẹ nhàng như thường, ánh mắt quét qua, nhìn thấy thi thể Bắc Thần Minh Chủ, thần sắc không thay đổi. Nguyên Anh hậu kỳ, Ma Quân khẽ giật mình, hai mắt nhắm lại. Bờ môi Đông Thần Minh Chủ khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm. Nhìn thấy chỉ có một mình Ma Chủ hiện thân, thần sắc Tây U Minh Chủ siết chặt, tức giận chất vấn, vì sao ngươi không cứu kế đạo hữu? Thực lực Ma Quân đáng sợ, chỉ có hai người bọn họ, căn bản không có khả năng áp chế Ma Quân. Ma Chủ khẳng định có năng lực cứu Bắc Thần Minh Chủ, nhưng lại không xuất thủ. Không kịp, Ma Chủ nhàn nhạt nói, trợ thủ sẽ nhanh đến. Các bạn vừa nghe xong tập 160 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.